Bữa nay có nhỏ con gái ruột của Huyền qua chơi nha mọi người. Ôi bà mê uống Milo bịch y chang như nhóc Huy nè. Hai là cũng trùng dịp, cậu hai của Huyền đặt dính được mấy con lươn ổng xách xe qua. Như tao đặt là cũng có dính được một hai con gì đó. Y tin đó thì tôi phi qua liền. Hẹn ơi trùng hợp ghê á. Vừa chụm được con lươn, giờ mình chụm luôn cái buồng chuối chắc không sao đâu ha. Thế ra là cái buồng chuối già này nó bự dữ lắm luôn á. Huyền phải nhờ sự trợ giúp của con bé Huy với ông Hải nè. Cái xe rinh nó về chứ mà ginh tay cũng ginh không nổi nữa đó. Huyền sẽ cắt một mớ chuối chín là chuối xanh làm món ngon nha. Tới ngày tụ trường của nhóc Huy rồi mọi người ơi. Để bây giờ chị sẽ làm cho em một món sinh tố từ chuối với lại sữa Milo rất là dinh dưỡng luôn, tiếp năng lượng cho một ngày đi học thiệt là hiệu quả nha. Mà Milo mới ra cái dạng bịch này nè, nhìn lạ ghê mọi người, cũng 180ml luôn mà rẻ hơn hộp nha. Có 168 can thùng mà tính ra là một bịch có 7 ca hả. Làm cũng đơn giản lắm, mình cho nước đá, chuối, đường với lại sữa Milo xay lên là xong rồi đó. Vị thơm của chuối hòa cùng vị sữa cacao lúa mạch của Milo đặc biệt lắm nha. Uống cái này là hơi bị cuốn luôn á. Tới giờ học luôn rồi nên là cũng không có kịp nấu món ngon cho nhóc Huy nó ăn. Thôi lận theo bịch sữa đi, chiều có đói bụng á thì lôi ra uống nha. Mới ngày nào ổng ổng ở trên tay á mà nay học cấp 2 rồi đó. Cái tướng lùng lùng chạy xe cưng dễ sợ. Cứ anh Tân học sinh cấp 2 đi học rồi thì bây giờ mình cũng dòng về với công việc chính. Hôm nay Huyền sẽ làm món lươn ôm chuối xanh nha. Dũng ở nhà có lá lốt với lại chuối xanh nhiều thì mình nấu món này là đúng bài luôn. Nhà Huyền á thì không có thiếu con nít mọi người. Nhỏ nó khoái qua nhà Huyền chơi dữ lắm, như Yến Vi nè, gái nuôi cưng của Huyền đó. Qua lần nào cũng có sữa có bánh uống hết trơn, bởi vậy mà mẻ khoái đó. Bình thường thì ở nhà Huyền hay mua cái loại hộp để dành cho mấy đứa nhỏ uống, nhưng mà nay có dạng bịch nữa, bịch thì rẻ nên là mỗi lần mua mình mua nguyên thùng luôn. Có 168 cành à, mà mấy đứa nhỏ ai cũng mê uống cái này hết trơn nha. À mà ngoài kết hợp với chuối ra thì Milo cũng có thể kết hợp với dâu tây nè, hoặc là những cái loại trái cây khác nữa nha. Mọi người ra mấy cái tiệm tạp hóa lớn nhỏ gì cũng có bán loại này hết á. Sữa quốc dân mà dễ mua nên cũng dễ kiếm lắm. Rồi giờ quay trở lại với mấy cái bà lương nè. Này là hồi nãy Huyền có ốp sơ qua rồi. Rồi bắt cái chảo dầu chiên lên cho cái da nó săn ha. Chiên lương xong rồi á, sẵn cái dầu lượt lại á, mình chiên đậu hũ luôn. Đi học về đó bụng rồi, có một bịch sữa uống cái ngồi im re. Nó đi, hôm nay mẹ sẽ làm một món từ lương rất là ngon cho con ăn luôn nha. Thì sẽ phi thơm xả với lại nghệ nè, rồi sau đó mình cho nước lọc vô. Chờ nước sôi á thì mình dạo thêm một ít mẻ, nêm nếm một ít gia vị, hạt nêm, đường, bột ngọt cho nó vừa ăn. Rồi cái phần lương mình chiên lúc nãy á cho vô trong nồi luôn. Tiếp theo á là mình cho cái phần chuối xanh vô, rồi cho luôn cái phần đậu hũ mình chiên hồi lúc nãy, đậy nắp lại chờ cho nước sôi lên, nguyên liệu của mình chín hết rồi á mình bỏ rau vô là ăn được rồi đó. Cái khúc này á ai mà thích ăn lá lốp á thì sẽ cảm thấy rất là thơm nha. Hồi đó Huyền không có dùng được lá lốp mọi người, nhưng mà sao tự nhiên ngày càng ăn cái càng ghiền. Cái phần chuối xanh hồi lúc nãy mà Huyền đem đi phơi ráo á, mình sẽ chiên cái phần chuối này cho nó giòn lên, rồi sau đó mình áo một miếng bơ với lại đường, ăn nó bùi bùi mà ngọt ngọt thơm thơm cuốn lắm nha. Làm cái món này chủ yếu là để cho Yến Vi hồi nó tráng miệng. Rồi cái nồi lươn ôm chuối của Huyền nấu sớm giờ nó cũng đã chín rồi nè, mời mọi người cùng thưởng thức với gia đình Huyền nha. Bữa nay gia đình có 3 người mà làm cái nồi lẩu này hơi bự nên là thôi mình ăn không luôn đi, khỏi có cơm nước gì hết. Giờ ngồi đây ăn á mà ai cũng nhắc nhóc Huy. Thế vậy chứ ở nhà bình thường Huy nó cũng được việc lắm nha, có cần đi mua cái gì hay là cần nhờ làm việc gì á là kêu một cái có mặt liền. Giờ chả đi học rồi không ai kêu ai réo cũng thấy buồn buồn. Yến Vi ngồi ăn mà cứ nhắc anh Huy miết à. Thấy vậy chứ người ta mến anh lắm à, lần nào ghé nhà chơi câu đầu tiên cũng hỏi anh Huy đâu rồi hết trơn á. Mà bữa nay có vẻ như sữa của mẹ Huyền pha ngon hay gì á, Yến Vi nó uống ngon miệng quá trời. Ông Hải lớn rồi mà cũng đua đòi uống theo sữa của mấy đứa nhỏ nữa. Nói sữa thì là nghĩa trẻ em mới uống thôi chứ người lớn tụi tôi cũng ghiền lắm à. Sữa nào ngon thì mình khoái thôi. Ăn xong rồi là bé Vi không có quên cái món tráng miệng mẹ Huyền chuẩn bị đâu nha. Tôi cưng dữ lắm á, lớn nhanh cho tôi nhờ nghe không.